Sau khi đạt những thành quả tốt trong giải đấu Liên Quân Mobile thì lượng fan của mình tăng lên một cách đáng kể. Mình rất bất ngờ vì điều đó, và lượng fan của mình chủ yếu là fan nữ. Mình cảm thấy rất là thú vị trong điều đấy. Trong mỗi buổi livestream thì mình tăng lên cái follow Facebook của mình khá là nhiều. Mình cảm thấy khá là thành công trong cái năm nay. Sau những thành công của mình trong giải đấu thì ngoài tiền thưởng và tiền lương của vận động viên, thu nhập của mình hiện tại đã tăng một cách đáng kể. Nói chung là không phải ăn mì gói trong những tháng vừa rồi. Hiện tại thì thu nhập của mình rất là ổn định, mình không còn phải lo lắng như trước kia. Thì bây giờ mình đã đủ tiền mua sữa cho con mình. Mình có những hợp đồng quảng cáo, mình có những phần quà cho gia đình cũng như là bạn bè. Đủ tiền bay đi bay lại để thăm bạn gái mình ở bên Malaysia, cũng như là đang tích tiền để cưới vợ. Được đi Hàn Quốc đó là một điểm ao ước của mình từ rất lâu rồi, nhưng mình không ngờ được là mình đã thực hiện được ước mơ đó sớm như vậy. Đối với mình, trải nghiệm tuyệt vời nhất đó chính là được gặp những người bạn như là Genji, Chi Chi, cũng như là những người bạn trong team của mình. Thì nếu mà không có đấu trường chuyên nghiệp thì mình sẽ không gặp được những người bạn tốt như vậy. Thời gian đầu thì GameTV mời mình về ăn ở và tập luyện ngoài này, thì đó là một quyết định rất khó khăn đối với mình. Tới thời điểm hiện tại thì mình cảm thấy đó là một quyết định sáng suốt nhất trong suốt cuộc đời của mình. Mình rất là may mắn khi cả gia đình mình ủng hộ mình theo đuổi con đường vận động viên chuyên nghiệp này. Ở trước giải ADC thì mình có nhận được một cái clip chúc may mắn từ gia đình. Mình rất là xúc động và có rất là nhiều tinh thần để đánh với các đối thủ mạnh ở cái giải ADC. Ban đầu thì mình chỉ dự định tham gia cho vui, nhưng mà sau khi một mùa giải thì được người yêu cũng như là gia đình ủng hộ nên mình đã quyết tâm theo đuổi nó đến cùng. Và bật mí cho các bạn biết là mùa giải 2018 này còn thêm cả em trai mình cũng thi đấu trường chuyên nghiệp nữa. Đấu trường chuyên nghiệp chỉ dành cho những người chuyên nghiệp. Chúng tôi đang chờ đợi một đối thủ thực sự trong giải đấu sắp tới. Hãy tham gia ngay! Chúng tôi đã sẵn sàng để đón tiếp các bạn ở đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2018.